Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua về một trong những cổ phiếu luôn luôn hot ở trên thị trường, chính là cổ phiếu Novaland. Bởi vì Hải nhận thấy rằng là cổ phiếu này đang bắt đầu có những cái tín hiệu là dòng tiền lớn chú ý vào. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem Novaland đang có những nền tảng cơ bản gì và liệu cổ phiếu này có câu chuyện gì để có thể tăng giá ở trong thời gian tới. Trước khi chúng ta bắt đầu video thì chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra thì ở dưới mỗi video Hải sẽ để một cái đường link Zalo chúng ta có thể tham gia vào, thì Hải sẽ có tư vấn và khuyến nghị miễn phí ở trong này. Còn chúng ta muốn được chăm sóc kỹ càng hơn, muốn được có những cái điểm mua, điểm bán cụ thể hơn thì chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này thì Hải sẽ tư vấn cho anh chị dưới dạng khách hàng. Trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay thì Novaland là một cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ đi qua về phần outline. Đó. Đầu tiên sẽ là nền tảng cơ bản của cổ phiếu này với báo cáo tài chính và câu chuyện để tăng giá trong thời gian sắp tới. Và phần thứ hai dĩ nhiên rồi là cái tiêu đề của video ngày hôm nay, dòng tiền đang tham gia vào cổ phiếu này như thế nào. Thứ nhất về nền tảng cơ bản thì chúng ta sẽ phải đi qua về cái khối lượng hàng tồn kho của Novaland, tại vì đây là một trong những cổ phiếu, một trong những doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn nhất ở trên thị trường bất động sản. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái biểu đồ của Novaland nó vượt trội so với những cổ phiếu, những doanh nghiệp còn lại như là Vinhome, BCM, KDH, Nam Long, Đất Xanh hay là những cổ phiếu khác còn lại, những cổ phiếu gọi là hot nhất ở trên thị trường, thì nhìn qua về hàng tồn kho không hề so sánh được với Novaland. Thì đây là cổ phiếu có lượng hàng tồn kho lớn nhất ở trên thị trường. Tuy nhiên thì hàng tồn kho thật sự cũng là một con dao hai lưỡi. Novaland thì kết thúc quý 3 của 2023, Novaland có 134.000 tỷ hàng tồn kho và nó tăng nhẹ lên khoảng tầm 138.000 tỷ hàng tồn kho khi mà kết thúc năm 2023. Nhưng mà vấn đề á, là lượng hàng tồn kho này chiếm tới 72% tổng tài sản ngắn hạn của Novaland. Và thực tế rằng á, là khi mà thị trường nó tốt á, thì chúng ta càng có nhiều hàng tồn kho, chúng ta sẽ càng có những cái sự kỳ vọng, bởi vì thị trường tốt thì dễ bán hàng và dễ mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì ngược lại, trong một cái nền kinh tế đang khó khăn như hiện tại á, hàng tồn kho sẽ là một con dao hai lưỡi, và khi mà chúng ta không bán được hàng á, chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải dự phóng giảm giá hàng tồn kho và khi đó nó sẽ ăn hết lợi nhuận của doanh nghiệp. Cho nên rằng là hiện tại thì Hải không đánh giá cao cái việc Novaland có hàng tồn kho ở trong một cái nền kinh tế như hiện tại. Thứ hai là dư nợ vay. Thì thực tế rằng chúng ta nói về nợ thì nghĩ tới Novaland là chắc chắn rằng nguyên một cái chữ nợ nó hiện ra. Thì hiện tại chúng ta nhìn qua về tổng dư nợ của Novaland, về nợ phải trả, thì chúng ta thấy rằng giờ nợ phải trả là 195.000 tỷ. Trong khi đó thì vốn chủ sở hữu chỉ có 45.000 tỷ mà thôi. Tức là hiện tại nợ đang gấp 4,3 lần so với lại vốn chủ, là một cái con số rất kinh khủng đối với lại Novaland. Và không chỉ vậy, khi mà chúng ta nhìn qua về nợ trái phiếu thì Novaland hiện tại cũng là một doanh nghiệp có nợ trái phiếu lớn nhất ở trong các cổ phiếu chứng khoán, với tổng lượng nợ trái phiếu chúng ta tính từ 2023 cho tới 2026 thì sẽ là 20.000 tỷ. Và chúng ta thậm chí rằng cộng những cái doanh nghiệp còn lại vào thì có khi nó cũng chỉ gọi là ngang ngang với Novaland mà thôi. Thì đây là một cái con số rất đáng báo động với Novaland về dư nợ trái phiếu cũng như là dư nợ vay. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái điểm tương đối là tích cực với Novaland là vào báo cáo tài chính. Khi mà doanh nghiệp này á là từ 2023 thì có lãi nhẹ. Tuy nhiên thì chúng ta qua về 20 từ 2022 thì có lãi nhẹ. Nhưng mà sao ạ? Quý 1, quý 2 và những cái quý sau của Novaland á thì thực sự rất là tệ. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thấy những cái sự trỗi dậy, những cái sự phục hồi của Novaland khi mà quý 3 của 2023 thì bắt đầu có lãi nhẹ, và quý 4 của 2023 thì Novaland chúng ta thấy rằng giờ có một cái lợi nhuận lên tới gần 2.000 tỷ, đúng không? Gần 2.000 tỷ và nó gần ngang với doanh thu của Novaland. Đây là một con số khá là tốt. Mặc dù nhiều người chúng ta nói rằng đây là một cái báo cáo tài chính có sự tác động, một cái báo cáo tài chính có sự xào nấu khi mà cái lãi từ hoạt động kinh doanh, tức là từ cái việc bán đất và bán dự án của Novaland đó, chỉ có 554 tỷ mà thôi. Nhưng mà lãi từ hoạt động tài chính lên tới 1.482 tỷ và lợi nhuận khác
là 572 tỷ. Cái lợi nhuận này thì đến từ cái việc là thu phạt của những cái khách hàng mà vi phạm hợp đồng. Tức là gì ạ? Gần như cái lợi nhuận của Novaland nó không đến từ cái hoạt động kinh doanh thuần mà đến từ những vấn đề khác. Thì đây theo như mà chúng ta học và theo như chúng ta biết á, thì nó sẽ không có lâu dài, tại vì nó chỉ cho thấy rằng là doanh nghiệp này nó có một cái tác động nhất thời về ngắn hạn. Còn về câu chuyện dài hạn thì sẽ rất khó trụ nếu mà không hoạt động kinh doanh một cách tốt. Nhưng mà theo Hải á, thì Hải nghĩ rằng là với một cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng là ở trong cái thời điểm 2022 á, chúng ta nhìn qua về Novaland của 2022, chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Khi mà doanh nghiệp rơi, khi mà cổ phiếu rơi từ những vùng giá khoảng tầm là 80 90 và rơi về đến tận 10 20 á, và nhiều người chúng ta nghĩ rằng là chắc Novaland sẽ trụ không nổi, chắc Novaland sẽ phá sản rồi, thì cái việc mà doanh nghiệp này bắt đầu có những cái khoản lợi nhuận quay trở lại á là một câu chuyện rất tốt rồi. Nó cho thấy rằng là doanh nghiệp có những cái sự phục hồi nhất định. Và cho dù có sào nấu thì cũng là chuyện bình thường, tại vì hầu hết các doanh nghiệp ở trên thị trường á đều có sào nấu báo cáo tài chính cả. Thì sào nấu nhưng mà mang lại những cái tác động tích cực tới giá cổ phiếu là ổn rồi, đúng. Mà khi mà Novaland thì với cái việc mà 2 quý gần nhất không lỗ thì doanh nghiệp này sẽ chính thức được cấp lại margin ở trong năm nay, và cụ thể khả năng cao sẽ là trong tháng 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 3 2024 là cái câu chuyện hiện tại của Novaland. Rồi, cái câu chuyện tăng giá mà chúng ta sẽ nói tới á, là một cái câu chuyện mà Hải cũng đã từng chia sẻ rồi, và cái video đó thì cũng khá là viral. Thì Hải có nhắc tới Novaland về cái việc là thứ nhất là cái trái phiếu chuyển đổi gấp 5 lần thị giá này, và thứ hai là giờ khi mà Novaland bắt đầu xuất hiện những thông tin xấu á, thì Hải cũng đã có chia sẻ rồi. Thì với cái việc mà Novaland sắp sửa tăng vốn, thời gian tới thì mã cổ phiếu này sẽ tăng vốn. Đây, Novaland Game To xuất hiện là cái câu chuyện tăng vốn mà Hải có chia sẻ. Thì Novaland sắp sửa sẽ phát hành thêm theo nhiều phương án, bao gồm là có phát hành riêng lẻ và bao gồm là phát hành cho cổ đông hiện hữu. Và cái tổng khối lượng cổ phiếu Novaland được gọi là tăng vốn á, nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 1 tỷ cổ phiếu, hơn 1 tỷ cổ phiếu, cụ thể là 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thêm một vài con số lẻ nữa, thì với mục đích chính là để trả các nghĩa vụ nợ. Nếu mà chúng ta cần những cái phân tích kỹ hơn á, thì chúng ta sẽ có thể xem vào cái video Novaland Game To xuất hiện của Hải anh chị nha. Thì Hải sẽ chỉ nói cơ bản ở đây á, là trước đây trong khoảng tầm cách đây vài phiên thôi, vài phiên khoảng tầm là 10 tới 15 phiên á, thì khoảng tầm cái thời gian là giữa tháng 1 khoảng tầm là 12, 13, 14, 15 nè, thì Novaland bắt đầu xuất hiện những thông tin nó liên quan tới việc là bắt bớ, là cái video này. Đây, Novaland đang có vấn đề gì, có nên bán không, là video về hãy chia sẻ về việc là có liên quan tới bắt bớ khi mà một vài những cái dự án của Novaland dính phải những cái vấn đề pháp lý, và những cái người mà liên quan tới dự án á, thì có bị mời lên phường, cho nên rằng là cổ phiếu bị giảm giá và bị bán mạnh. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng giờ cái cổ phiếu này á, vẫn giữ được cái vùng giá khoảng tầm quanh 16, thì tức là gì ạ? Doanh nghiệp đang cố gắng, đang nỗ lực để giữ giá cổ phiếu không cho thủng vùng giá 16, và với việc chuẩn bị có những cái vấn đề về việc tăng vốn, và tăng vốn này là để trả các nghĩa vụ nợ. Thì chúng ta cũng vừa mới phân tích với nhau về các cái nợ của Novaland bao gồm cả nợ trái phiếu và dư nợ vay á, thì nó cực kỳ lớn, khi mà nợ gấp tới 4,3 lần vốn chủ á, thì nó rất là cao. Cho nên á, là cái việc mà Novaland tăng vốn á, chắc chắn rằng họ sẽ không để cổ phiếu rơi, họ không thể nào để giá cổ phiếu rơi được, tại vì khi mà giá cổ phiếu rơi á, nó sẽ khiến cho những nhà đầu tư ở trên thị trường họ không muốn nạp tiền vào để họ nhận cái lượng cổ phiếu phát hành thêm, mà khi họ không muốn nạp tiền vào để họ nhận cổ phiếu phát hành thêm, họ không mua cổ phiếu phát hành thêm, thì chắc chắn rằng doanh nghiệp sẽ không thể nào trả được các nghĩa vụ nợ đó. Thì cho nên là sao ạ? Họ thứ nhất họ sẽ phải giữ giá cổ phiếu ở mức cao, thứ hai thậm chí rằng họ sẽ phải kéo giá cổ phiếu lên để nhà đầu tư họ FOMO, họ mua vào và họ chấp nhận mua thêm cổ phiếu phát hành thêm. Đó chính là câu chuyện tăng giá của Novaland đó, là về câu chuyện. Còn tiếp tục chúng ta sẽ đi qua về dòng tiền, thì đây mới là cái Hải muốn nhấn mạnh cho anh chị. Thì chúng ta sẽ lưu ý rằng á, khi mà các cổ phiếu bắt đầu bước vào pha tích lũy á, thì tốt nhất là thanh khoản của cổ phiếu nên thấp. Hãy lấy ví dụ như là cái nhịp này. Đây chính là cái nhịp mà chúng ta thấy rằng Novaland đã tích lũy rất tốt ở vùng giá khoảng tầm 16. Đây, cái vùng giá quanh 16 của Novaland. Chúng ta lưu ý rằng ở vùng này, thanh khoản của Novaland ở mức cực kỳ thấp. Đúng không? Ở mức cực kỳ thấp nè. Không có quá cao.
Và tương tự ở thời điểm trước á, khi mà Novaland ở vùng này nè bắt đầu tích lũy lại và đi lên á, chúng ta lưu ý rằng mặc dù á, là giá vẫn rơi nhưng mà bắt đầu thanh khoản đã thấp rồi. Tức là gì? Ở vùng này á, bởi vì cầu chưa muốn tham gia nhiều vào và cung á, thì bán. Cho nên rằng chỉ cần bán một cái lượng cung rất nhẹ thôi á, thì cổ phiếu đã rơi rồi. Nhưng mà thực tế rằng là cái lượng cung không bao nhiêu. Và khi mà bắt đầu tích lũy đủ, khi mà cầu bắt đầu quay trở lại thì sẽ đẩy giá cổ phiếu lên lại. Đó, bắt đầu giờ thanh khoản vào này, đây, bắt đầu thanh khoản vào thì giá cổ phiếu sẽ đẩy lên lại. Và tương tự như vùng này, đây, cái vùng này này, cái vùng mà khi mà Novaland không có ai mua cả, thanh khoản ở mức cực kỳ thấp, đây, thanh khoản rất là chán luôn, hầu như không có giao dịch đối với Novaland. Nhưng mà sao ạ? Bắt đầu nhịp sau đó là thanh khoản vào, đó, thanh khoản bắt đầu to lên dần nè, thì giá cổ phiếu lại bắt đầu tăng lên. Và tương tự sau đó khi mà bước vào cái pha tích lũy tiếp theo thì thanh khoản lại thấp trở lại, và tiếp tục khi mà giá cổ phiếu bắt đầu tăng lên thì thanh khoản cũng bắt đầu có những sự gia tăng. Và khi mà chúng ta ráp vào cái thời điểm này á, thì cái nhịp ở vùng giá 16, thanh khoản của Novaland ở mức là cực kỳ thấp. Tuy nhiên thì trong khoảng tầm 10 phiên trở lại đây, thanh khoản bắt đầu có sự gia tăng với Novaland. Và dĩ nhiên rồi, giá của Novaland cũng đang bước vào một cái nhịp tăng nhẹ. Thì đây chính là cái em Hải muốn chia sẻ cho anh chị. Khi mà dòng tiền, khi mà thanh khoản bắt đầu chú ý lại với cổ phiếu Novaland, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là Novaland sẽ có một cái sóng đánh ngắn. Và dĩ nhiên là hiện tại với cái thị trường này á, chúng ta lưu ý rằng Hải vừa mới làm một video về tín hiệu đảo chiều của thị trường ở trong ngắn hạn, thì chúng ta có thể tham khảo lại. Thì thị trường hiện tại nó vẫn có một số những cái rủi ro nhất định. À, khi mà các cổ phiếu chủ á, thì đang liên tục tăng, nhưng mà chúng ta nhìn qua nhìn lại về những cái nhóm mid cap á, như là chứng khoán này, như là bất động sản này, hay như là thép á, thì trong khoảng tầm 10 tới 15 phiên trở đây, các cổ phiếu này hầu như chỉ tăng khoảng tầm từ 3 tới 5% mà thôi. Nó rất là ít so với là cái đà tăng của thị trường. Cho nên cái việc thị trường có những cái nhịp đảo chiều trong ngắn hạn, những cái nhịp tích lũy, những cái nhịp rung lắc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên Hải nói ở đây á, là Hải nói về cái câu chuyện mà chúng ta nắm cổ phiếu Novaland trong một khoảng thời gian khoảng tầm một tháng tới một tháng rưỡi, thì chúng ta có thể kỳ vọng cao vào cổ phiếu này. Còn trong ngắn hạn thì có thể vẫn sẽ có những cái sự tác động đến từ thị trường. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ, khi mà thanh khoản, khi mà dòng tiền đang bắt đầu chú ý lại với mã cổ phiếu này, thì chúng ta có thể kỳ vọng vào một cái nhịp tăng ngắn của Novaland. Và cùng với câu chuyện tăng vốn mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau, thì cổ phiếu này hoàn toàn có khả năng sẽ tăng ở trong thời gian tới. Thì đó chính là cái kỳ vọng của Hải. Và thì nếu mà chúng ta có xem video của Hải lâu rồi á, thì Hải đã có khuyến nghị mua Novaland từ vùng giá 16.x rồi. Thì cho tới hiện tại thì những cái mức lời nó vẫn là có, nó không quá cao, nó khoảng tầm là 5-6%, hay ở mức cao nhất là khoảng tầm 10% nè. Thì ở trong nhóm khách hàng của Hải á, Hải có báo chốt một lần ở vùng giá khoảng tầm quanh 18, thì Hải có báo chốt một lần rồi. Thì cơ bản là bây giờ khi mà Novaland bắt đầu quay trở về những vùng giá thấp hơn á, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tự tin mua ở vùng giá khoảng tầm 17 cho tầm 17.3, và kỳ vọng vào một cái nhịp ít nhất là tăng lại cái vùng biên trên của nó khoảng tầm 18.5, hay là cao hơn là những cái nhịp khi mà Novaland bước vào game tăng vốn á, thì sẽ khoảng tầm là vùng giá 20, tức là upside khoảng tầm là gần 20% với cổ phiếu Novaland. Thì đó là cái kỳ vọng của Hải đối với là cổ phiếu này. Rồi, thì đó cũng là cái kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Hy vọng là video sẽ mang lại cho anh chị một cái góc nhìn tốt hơn về cổ phiếu Novaland. Và trước khi chúng ta rời đi, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì ở dưới mỗi video Hải sẽ vẫn để một đường link Zalo. Chúng ta tham gia vào thì Hải sẽ tư vấn và cung cấp miễn phí cho anh chị. Còn chúng ta muốn được những cái điểm mua, điểm bán cụ thể rõ ràng hơn, tư vấn một cách chăm chút hơn, thì cái room khách hàng là khi mà chúng ta đọc hướng dẫn và chúng ta liên hệ với Hải thì Hải sẽ tư vấn cho anh chị. Và cảm ơn mọi người ha.